Hello, xin chào các bạn. Chào buổi sáng, chào cả nhà. Chúc các bạn một ngày buổi sáng thật là vui vẻ. Hôm nay là một ngày đầu tuần rồi, đầy năng động và rất là nhộn nhịp. Bởi vì ở ngoài kia, ngoài phố á, thì ở trường Đại học Cần Thơ đã có bắt đầu những cái tuyển sinh. Những cái lúc mà tất cả các trường cấp 3 khác ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ở lục tỉnh miền Tây đã dồn vào Cần Thơ để mà tham quan cái trường Đại học Cần Thơ. Cần Thơ University là một trong những cái trường đại học lâu đời nhất ở miền Tây này. Cho nên là rất là đông và không gian quán cũng khá là ồn ào. Cho nên là Lâm sẽ cố gắng nói lớn hết chức có thể cho các bạn nghe ha. Thì Lâm cũng xin lỗi các bạn, trong cái video clip ngày hôm qua Lâm làm cái chai mà YSL Lanús The Home, thì cái không gian quán rất là ồn ào. Với vì lúc đó là đang có một cái birthday nữa, có một cái sinh nhật nữa, cho nên Lâm không thể nào mà nói lớn hơn nữa, vì Lâm sẽ cố gắng giữ lịch sự hết mức có thể. Và hôm nay Lâm xin giới thiệu các bạn một mẫu đánh với là Andreas Noise. Mà các bạn sẽ nói là Infinoi, mà tại sao Lâm cứ làm hoài? Bởi vì các bạn hãy phân biệt là trước đây Lâm đã làm phiên bản Elder Toilet nè, là một cái phiên bản gốc, và sau đó là một cái phiên bản nâng cấp hơn là phiên bản Elder Extreme. Thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu các bạn một mẫu phiên bản Spock mát mẻ, trầm tính mà có một cái nét không hoài cổ nữa, nhưng mà lại có một cái gì rất là thể thao, rất là năng động cho những cái chàng trai, những thanh niên nào mà năng động hay các bạn. Đặc biệt là nó mang đậm một cái chất gì đó khá là châu Âu mà Lâm muốn giới thiệu cho các bạn ngay sau đây. Đó chính là phiên bản Entries Spock, Entries Noise, mà phiên bản Spock nha các bạn, cũng của nhà Lalique. Thì nói sơ qua nhà Lalique là một trong những cái hãng chuyên làm những cái mặt hàng thủy tinh, những cái mặt hàng thủy tinh thôi, chứ không phải là chuyên về mỹ phẩm hay là chuyên về nước hoa. Nhưng mà Lâm đánh rất cao khi mà họ đã sản xuất cái dòng Entries Noise này, cả phiên bản rock lẫn phiên bản extreme mà Lâm đã từng trên tay. Và hôm nay Lâm sẽ giới thiệu các bạn phiên bản này. Đây là phiên bản full box bình thường các bạn, full box nha các bạn, mà hôm nay Lâm sẽ tiến hành check cho các bạn xem, vui thành các bạn xem. Lâm rất là thích cái dòng nước hoa Entries Noise, bởi vì cái phiên bản gốc là phiên bản Elder Toilet á, Lâm cực kỳ là thích luôn, bởi vì cái mùi, phải nói là nếu mà chúng ta phải tập yêu từ ban đầu thì yêu phải học lại từ đầu hết các bạn. Một cái mùi gỗ, tông mùi gỗ trầm ấm mà lại mang một cái sự thanh khiết và rất là yên tĩnh, rất là yên ả của một cái vùng quê nào đó đang trồng một cái loại gỗ, mà chúng ta bước vào một cái cảm giác cực kỳ là thanh tịnh luôn nha các bạn. Và đây là phiên bản Spock, một phiên bản năng động hơn mà Lâm muốn giới thiệu với các bạn. Cái nhà Lalique rất là nổi tiếng, bởi vì họ chuyên làm những cái mẫu mà của thủy tinh, cho nên là khi mà họ làm những cái chai nước hoa này, Lâm đánh giá rất là cao. Nhìn nó giống như là một cái lọ mực gì đó, nhưng mà vuông vức và nam tính rất là hay các bạn. Đây là Entries Noise phiên bản Spock. Thì nó cũng khác với phiên bản Extreme và phiên bản gốc là phiên bản Elder Toilet, là cái chai của nó hoàn toàn đen hết, nhưng mà cái phiên bản này là một cái thủy tinh, chúng ta có thể trong suốt nhìn thẳng qua. Thì ở trên mạng thì họ post một số cái tấm hình để chúng ta nhìn vào thì màu xanh, nhưng mà cơ bản Lâm thấy là nó là một cái màu xanh đen luôn các bạn, đen luôn nha. Cái Entries Noise này rất là đen bóng rất đẹp, cái này rất đẹp, là hàng của Pháp nha các bạn. Và cái nắp cũng là không có thay đổi, chỉ có khác biệt là một cái chữ Lalique này á, thì họ in lên thôi, chứ không phải là khắc giống như cái nắp kia. Đó, cái nắp là như vậy. Và Lâm có thể tiến hành xịt các bạn. Nó sẽ mát mẻ hơn cái phiên bản rock. Đúng là một cái phiên bản Spock lúc nào nó cũng có cái tính chất là năng động và thể thao hết. Cái mẫu nước hoa này có thể Lâm thấy là nó dùng được cho những cái mùa mà nóng nực rất là hay. Những cái mùa nóng nực thì chúng ta dùng cái phiên bản này, Spock này, nó sẽ thích hợp hơn là những cái phiên bản Elder Toilet trước đây. Với lại đó là cái bản này nó có cái mùi tạo cho chúng ta cảm giác thanh khiết và mát mẻ, có rất là thể thao và năng động, trẻ trung hơn hẳn là cái bản Entries Noise trước đây. Trong tất cả các tông mùi gỗ trầm mà Lâm đã từng thử qua thì cái mẫu Entries Spock này á, Lâm thấy là nó mát mẻ hơn và nó dễ dùng hơn, trẻ trung hơn là cái bản kia. Cái bản kia nó hơi già và đậm tính. Với lại là cái mẫu này chúng ta có thể sử dụng tất cả các mùa trong năm, với lại dùng tất cả các dịp trong năm luôn nha các bạn. Đây là rất là hay, và Lâm thấy là cái kiểu thiết kế chai của nó Lâm cũng rất là thích. Nó mang đậm chất là niche, chứ nó không có cái kiểu giống như là những cái dòng designer, những cái kiểu mà uốn éo hay là bầu tròn hay như thế nào hết.
Với lại là cái mẫu nước hoa này Lâm đã từng test qua cái mẫu Extreme á, thì Lâm thấy cái mùi Extreme đúng là nó nồng hơn, nhưng mà chính vì cái độ nồng của nó làm cho cái mẫu nước hoa dài dặn hơn, tuy nhiên nó sẽ dai dẳng hơn. Còn những cái mẫu mà thanh mát, những cái tông mùi mà thanh mát như thế này á, thì nó sẽ lưu hương không có bằng cái mẫu kia hay các bạn. Cảm ơn những cái người khách đã từng ủng hộ Lâm qua cái kênh bằng cách bấm nút like và subscribe cho kênh của mình, để Lâm có những cái dịp để mà giới thiệu các bạn những mẫu nước hoa mà Lâm đang kinh doanh, và những cái một số mẫu nước hoa hiếm lạ mà các kênh Việt Nam mình chưa có ai làm hết thì Lâm lại là làm hay các bạn. Rồi, Lâm cũng giới thiệu qua cho các bạn cái mẫu này vậy thôi, và hôm nay Lâm cũng sẽ gửi hàng cho một số khách sĩ của Lâm ở Đồng Tháp, ở Gia Lai và ở Đà Lạt luôn nha các bạn. Thì Lâm cũng sẽ giới thiệu sơ qua các bạn xem một số mẫu mà Lâm sẽ vào hôm nay. Đó chính là Alaya của nữ nha các bạn. Cái người khách này là ở Long Xuyên nha các bạn, ở Long Xuyên, An Giang. Alaya là Lâm cũng đã từng phù hợp và trên tay với các bạn rồi, các bạn có thể xem trong cái playlist của Lâm, cái danh sách phát của Lâm sẽ có cái mẫu này ha, cũng gần đây thôi. Và đây là Dolce & Gabbana phiên bản Eau de Toilette, một cái phiên bản mà gây dựng nên tên tuổi của nhà Gabbana nha các bạn, full box nha các bạn. Còn tem nè, tem này tem 7 màu, tem đổi màu nha các bạn. Vâng, đây là Dewan, và hàng là hàng của Pháp nha. Đa phần những cái shop trên mạng hiện tại bán hàng của Anh hoặc là của Ý, nhưng mà Lâm là bán cùng của Pháp. This one thì nó cũng là hàng chất lượng thôi, nhưng mà cái xuất xứ của nó khác của Lâm, thì Lâm cũng phải nói cho các bạn biết là như vậy. BVL DV là sao Lâm? Cái mẫu này của Lâm có chip code đàng hoàng nha các bạn, có chip code ha. Cái mẫu này là của nữ, tức là cái kiểu chai cũng khá là đẹp đó, nếu mà có dịp tôi cũng sẽ trên tay cho các bạn xem. Valentino Umeo Versace thì hồng đậm nha các bạn. Có lì giò và Dior Sauvage phiên bản Eau de Parfum. Cái bản này là Lâm bán từ Tết giờ cũng 3-4 chai rồi. Và đây là Gucci của nữ nha các bạn, Gucci của nữ, hàng của Lâm vẫn có chip code đàng hoàng nha các bạn. Đây là phiên bản Eau de Toilette, phiên bản của nữ mà Eau de Toilette. Cái này nó có 3 phiên bản, 4 phiên bản là phiên bản Intense, phiên bản Black và một cái phiên bản nữa là phiên bản Eau, nhưng mà rất là hiếm trên thị trường. Và đây là Tommy Nam nha các bạn. Đây là phiên bản chai 100ml, phiên bản của Nam, Tommy. Chanel Alu, Chanel Chain, Eau Fraise. Cái nước này là nước màu xanh các bạn, chúng ta nhìn cái này chữ xanh thì là nước xanh ha. Versace For Home, chai thứ 2005 nó bán ra rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và ủng hộ Lâm trong xuyên suốt thời gian qua. Chúc các bạn một buổi sáng đầu tuần đầy năng động và thành công trong công việc, và lúc nào cũng gặp may mắn nha.